bây giờ thì chị chúc cho Sam với em ruột của Huy thì cũng mới rồi, 18 tuổi rồi. Nên vì thế là chúc cho Sam biết là kinh doanh sắp tới mở nhiều tiệm hơn, có lúa nhiều hơn, show nhiều hơn, sẽ trở thành một MC hot nhất của Việt Nam. Anh chỉ hy vọng là từ đây và sau hơn nữa thì em sẽ luôn vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc và quan trọng nhất là family của em càng ngày càng đông, đông, đông hơn nữa nha. Hồi xưa em nói với anh và em nói với em
hai cái mình cũng đều được. Làm được anh. Ok, anh chỉ hy vọng là từ đây và sau hơn nữa thì em sẽ luôn vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc và quan trọng nhất là family của em càng ngày càng đông, đông, đông hơn nữa. Yeah. Yeah. Thank you.
mới này nè, mua được nhiều đất hơn. Thành ca sĩ. Công ty là có nhiều chi nhánh hơn. Cái chuyện này không nguyện mình nói hoài. Không nguyện luôn. Ủng hộ và yêu thương sao nha. Xin hello.